Ngày 8 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị thẩm định đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 gồm 5 xã: Tân Dương, Định Biên, Phú Tiến, Bình Yên và Điện Mạc. Đồng chí Lý Văn Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Trên cơ sở thảo luận đề án nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 của các xã, bao gồm các nội dung của Ủy ban nhân dân xã đề nghị phê duyệt đề án, nghị quyết Hội đồng nhân dân xã thông qua. Đề án xây dựng xã nông thôn mới đã chỉnh sửa bổ sung và được Ủy ban nhân dân xã thông qua. Tổ thẩm định đề án nông thôn mới của huyện đã thực hiện thẩm định đối với đề án của từng xã. Các cơ quan chuyên môn của huyện đã có ý kiến tham gia đóng góp vào đề án, đưa ra những giải pháp thực hiện đề án nông thôn mới, hướng dẫn trình tự hoàn thiện các hồ sơ của đề án. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét phê duyệt đề án nông thôn mới của các xã giai đoạn 2022-2025.